Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đâm bàn cá tỉnh Tổ quốc. Hôm nay tập lên một clip một lô cần câu nha người. Thì lô cần này sẽ là đa phần sẽ là những cây cần rút, mấy cây ISO nè, mấy cây súp lỡ. Đa phần clip này mình sẽ lên dạng hàng sinh lý nha mọi người. Nó gờ tầm khoảng 300 400. Có mấy cây mà xịn giống như Spino thế này thì tầm khoảng 700 thôi. Rồi, shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó thì đang mới gửi vào shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Ok, cây đầu tiên sẽ gửi cho mọi người là một cây cần của Shimano nha mọi người. Đây, một cây Shimano Hiboweit carbon sáng nhất nhá. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Thì cái này nặng là 590g, đọt bọc đi chính và 5m4 nhá. Đây, thôi đây mọi người. Thôi sáng nhất cho mọi người. Gân guốc rất là đẹp nhá. Đây. Phôi này cao anh em xịn sò luôn nha mọi người. Cái này thì mình bán về cho anh em nào hạ tay nhé. Cái 5m4 thì anh em có thể hạ thành 3m9, 4m2, 4m5 đó. Rất là ngon nha. Đây đó. Mấy cái đọt, mấy cái phen ở đầu bùa đọt của nó mọi người đó. Về thì nó bị văng ra. Đây, cái này không bị gãy nha mọi người. Cái này nó bị vuột cái đầu bù ra nè đó, cái lớp keo nó dán đầu bù vẫn còn đó, nó bị vuột ra rồi nó đẩy mấy cái phen cho nó đi mất đó. Mình kiếm lại không được thôi, bán dạng bán cho anh em về dựng lâm cần tay nhá. Thì đọt cái này 1:9 thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 5h nha mọi người, 5h 6h rất là cứng nhá. Đây đọt nó rất là xịn nha mọi người. Thôi đây, thôi khỏi bàn rồi đó. Phôi Shimano thì quá đẳng cấp. Đây đó, rất là xịn sò nhé. Cần cũng còn rất là mới luôn đó. Anh em có thể dựng từ góc này đó, từ góc này dựng lại này cầm vừa tay luôn nè. Dựng lại làm cần 3m9 hoặc 4m2 về câu săn hàng nhé. Tổng nguyên cây này sẽ là 5m4 nha mọi người, đủ mét. Cần rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 1 giá 700 người, 700k cộng cây, cộng ship, một cây cần phôi chuẩn nhé. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 mình bán cho mọi người vẫn là dạng bán cho anh em về hạ cần tay nhé. Thì cây số 2 lên cho mọi người vẫn là một cây cần, cây này DI, chắc cây này của Daiwa mọi người. Đây, cây này đọt là đọt số 5 và 5m4 nhé. Đọt số 5 mà dài 5m4 đối với cần carbon ISO phiên lớn này á thì cứng rất là cao nha mọi người đó. Cứng cái này rất là cao luôn đó, tầm khoảng 5-6h là dư sức. Bát cái này vẫn là bát Fuji, phen vẫn là phen Fuji nhé. Đọt số 5 và đọt cái này thì nó bị gãy nha mọi người, gãy ngay cái đầu bu luôn nè. Đây, gãy ngay đầu bu nhé, còn rất là dài nha mọi người đó. Cần xà bảo cho anh em vậy. Đây, đọt ra đây rất là dài nhá, gãy ngay đầu bu nhá. Cần này thì phôi là phôi carbon nè đó. Đây có xây xác một vài điểm thôi đó, phôi còn rất là sáng nha mọi người đó. Đây, cái này về hạ tay rất là ngon rồi cho anh em, rồi hạ tay săn hàng đó, rất là đẹp nhá. Nói chung thì mấy cái này mình dán bán dạng thanh lý gì cho anh em hạ tay đó, săn hàng sẵn găng gút. Thì anh em có thể lấy được mấy cây này nè về dựng phen lại nhé. Cần sau thì sẽ báo anh em vậy. Bây giờ cái này nặng là 540-560g và 5m4, đọt 21, độ cứng ra tầm khoảng 5h 6h. Giá công khai cây số 2 giá là 700 người, 700k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 gửi cho mọi người là một cây cần của Shimano đó. Thì cái này dài là 4m, cái này nặng là 420g, đọt 1.7, dài 3m, dài 6m3 nha, dài 6m3. Cái này bát Fuji the cao nè đó. Phen của cái này sẽ là phen Fuji sheet hết mọi người đó. Đây, phen sheet hết, phen nguyên zin nhá. Có này là bu lai thôi, cái bu này bu lai. Thì cái này mình bán về cũng về cho anh em dựng cần tay luôn đó. Đây, nó bị gãy bu và nó bị lai lại. Đây, phôi carbon sẵn nhé. Đọt này nó cứng ra tầm khoảng 3h nha mọi người, 3h, 4h. Đây, carbon sẵn nha mọi người. Đó, cho anh em nào dựng dựng lại nhé.
Đây phôi thì bao cho anh em lỗi làm phôi nha mọi người. Đó cây này thì anh em nếu dựng lại thì anh em lãi được cái bộ phen đó. Đó đây bộ phen xít nha mọi người. Đó, bộ phen rất là xịn. Đó. Phôi ok nha mọi người. Đó, phôi ok. Máy lóng dưới đây nó có cái lóng inox chống nổ nè. Đó cho anh em dựng cần tay lại săn hàng thả ra luôn. Đảm bảo cần cho mọi người là không bể không dập gì cho nhé. Xây sát thì vẫn có li ti thôi. Xem như bán phôi bộ phen này thì giá công khai số 3 giá là 800 người 800k cộng ship cái số 3. Tiếp theo cái số 4, cái số 4 là một cây súp lỡ nha mọi người. Cây số 4 đây mọi người là một cây súp lỡ nhé. Cây này dài 3m6, nặng là 330g, nặng 330g, đọt 2 ly 3. Đó thì cây này giá 500k nha người, 500k thì bát của cần sẽ là bát Fuji FX7, phen là phen gập, phen Fuji luôn nè. Đó cây này thì nguyên zin này, phôi là phôi carbon đây. Đó, phôi carbon nha người. Cây này mà xét về độ cứng cần hai khúc á, thì cây này nó cứng ra tầm khoảng 80 nha. Đây phôi carbon sẵn gần gút nha. Khúc này nó sẵn nè. Đó cần thì còn rất là đẹp, nhồi mình bán cũng gắn giá cho anh em thanh lý luôn. Để xét về cần lục thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 27-30 nha mọi người. Đó cần hai khúc thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 80, đọt khá là cứng nhá. Đó rồi giá công khai cây số 4 giá là 500k rồi, 500k cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 thì vẫn là một cây súp lỡ nhé, vẫn là một cây súp lỡ. Đây cây này sản xuất tại Korea, cây này dài 3m6 nhé mọi người, dài 3m6, bát tầm bát Fuji FX7 thì cái này nặng là 290g, đọt 2 ly 3, dài 3m6, giá công khai cây số 5 giá cũng là 500k luôn. Cây này thì nguyên zin, phen bát Fuji nhé mọi người, phen Fuji, bát Fuji đọt nó đây mọi người, đọt trắng nhá, đọt ok đẹp sạch sẽ. Đó phôi là phôi carbon sẵn quăng nha người. Đó cắt ok nhá, chỉnh cho ngoại hình tổng thể nhìn khá ok nhá, có xây sát một vài vết nhỏ thôi. Đó, không quá lớn. Đây rất ok nha mọi người. Đây có xây sát. Đó cây này về cho anh em câu ngâm câu lăng xê ok nhá. Rồi giá công khai cây số 5 giá 500k luôn. 500k cộng ship cây số 5 giá cực kỳ ok. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 cũng là một cây súp lỡ, cây này cứng 25, dài 3m9 nha, cứng 25, dài 3m9, nặng là 390g, đọt 2 ly 5. Thì cây số 6 này giá là 400k nha người, 400k cộng xếp báo tàm bát Fuji FX7, phen là phen Fuji luôn. Đó cây này là phôi phôi carbon nha người, phôi carbon đọt ok nha mọi người. Đó đó ok nhé. Đây carbon trắng nha người. Đó ok, phôi tổng thể ok hết nhé, có mấy quýt xước ở đây thôi. Đó cần dạng bán thanh lý mọi người. Đó cần thì xước thì vẫn có xước thôi, không tránh khỏi. Đây, mấy quýt xước trên đây đây có nữa nè. Đó rồi giá công khai cây số 6 ra 400k rồi, 400k cộng ship cây số 6. Cây số 7 ơi, đó cây số 7 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa. Đó thì đây một cây Daiwa súp, đó súp power mọi người. Đó thì cái này dài dài là 3m9, cứng là cứng 25 nha mọi người, dài 3m9 cứng 25, cây này sản xuất tại Korea. Đây một người hàng Daiwa nhé, phôi carbon bát bát Fuji FX7, phen là phen Fuji. Thì cây này cứng 25, dài 3m9, nặng là 336g, đọt 2 ly 4, giá công khai cây số 7 giá là 600k. Đó một cây cần của Daiwa, hàng rất là thương hiệu luôn, giá dạng thanh lý 600k. 3m9 này về cho anh em câu lục, câu bạc, vải, câu lăng xê gì đó, câu ngâm gì đó. Đó
dạng này thì mình dạng bán thanh lý thôi. Vôi carbon sáng đẹp nha người. Đó, anh em nào chốt trước thì mình để thôi. Đây. Đó. Xe xác cái này tí nè. Đó. Tổng thể ok. Đó. Trước đây thêm tí nè mọi người. Đó. Mấy chốt trước thì báo cho mọi người. Đọt nó thì đẹp mọi người. Đọt nó sẵn 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 hai da, rất ok nhé. Rồi, giá công khai cây số 7 giá 700k. Giá công khai cây số 7 giá 600k người, à 600k cây số 7. Một cái súp lỡ. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho người một cái ISO, ISO phen nhỏ. Batabat Fuji FX6. Phen cần là phen Fuji luôn. Đó. Thì cái này nó sẽ là đâu rồi ta, cây này. Cái này nó nặng là 175g, đọt 1.8, dài 3.6 nhé. Dài 3.6, đọt 1.8, cái này giá công khai số 8 giá là 300k. Đó. Đọt 1.8 này thì nó gệt, cứng gệt tầm khoảng 3H nha người, 3H, 4H. Đó, cho anh em về hạ tay, anh em để ISO, anh em câu vẫn ok. Đó, phen ok nha mọi người. Đó, đây, hồi chuẩn nhé. Rất là đẹp luôn. Đó. Phần này không xuất sắc. Phần này cũng vậy, không xuất sắc luôn. Cái này mấy phen ở trong này rất ok, rất là đẹp cho người. Đó, phôi ở trong này rất là đẹp. Giá chỉ 300k thôi. Đó. Anh em chán thì anh em có thể hạ tay. Cái này ra tầm khoảng 3H thôi nha mọi người. Đó, 3H. Rồi, giá công khai cây số 8 giá 300k, giá cực kỳ ok, 300k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 lên cho người một cây cần Olympic, một cây ISO. Đó, Batabat Fuji FX6 thì cái này đọt số 2 và 5m4. Phen phôi ok chuẩn hết nhé, nguyên zin. Thì cái này nó nặng là 265g, đọt 1 ly. Đó. Đây mọi người, đọc bọc ly, phôi rất là chuẩn rồi, phôi Olympic carbon nha mọi người. Đó. Cái này mình bán với giá là 450k người, 450k cho anh em về câu ISO cũng được, thôi anh em hạ tay cũng được. Đó. Cây này phôi cực kỳ mới nha. Đó. Giá này thì xem như bán rẻ giá lô đó mọi người. Đó. Giá lô thì anh em lấy lô, lô mà lấy, anh em lấy hên xui cần carbon thì nó ra tầm khoảng 500-450 rồi. Đó, cây này thì chuẩn 450 nó còn rất là mới nhé. Đó, đây nóng gần đọt nè. Đó, đây là đọt nè mọi người, đọt cái này hình như đọt đặc luôn nha mọi người. Đó, đọt đặc luôn. Đó, cứng ra tầm khoảng 2H-3H thôi nha anh em. Đó, nếu anh em thả tay anh em để câu cũng được. Cái này thì nguyên zin nha mọi người, nguyên zin đủ mét nhé, phôi rất là đẹp. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9 giá 450k người, 450k cây số 9. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 gửi cho mọi người một cây ISO cho anh em về hạ tay nhé. Đây, cần là cần carbon. Đó. Bát là bát Fuji FX7. Cái này đọt số 2 và 5m4 nha mọi người. Đọc số 2 và 5m4, cái này được sản xuất tại Korea. Thì cái này nặng là 225g, đọc 1.6, 5m4, cây số 10, giá là 350k rồi. Đó, 350k. Một cây ISO về cho anh em hạ tay. Thì cây này bị mắc phèn hết nha mọi người. Đó, mắc phèn hết. Đọc nó thì nguyên zin nhá. Đọc nó dạng nó bị xúc cái đầu bu, ngay đầu bu thôi nha mọi người. Đây, cái lớp keo nó dán đầu bu nè. Đó, chứ không phải bị gãy nửa ngọn đây 1/4 gì đâu. Cái này nó bị xúc đầu bu nhé, thì cái đọt nó còn rất là dài. Đó, anh em yên tâm về hạ tay nhé. Đọt cái này nó gơi cứng ra tầm khoảng 3H-4H nha mọi người. Đó, tương đối cứng nha mọi người. Đó. Đây phôi ở đây. Đó, sẵn ngăn gút nha. Đó, rất là đẹp, gút này rất là đẹp luôn nè, gút này cũng vậy. Đó, không xuất xuất khác nhiều, gút này thì quá ok luôn. Đó, chuẩn chỉ nhá. Nói chung thì phôi cây này đẹp rồi mọi người. Đó,
gút ra là tương đối thẳng nha mọi người, gút ra là tương đối thẳng. Đó. Cái cứng ra tầm khoảng 3H, 4H. Đó, cho anh em mời hạ tay. Giá chỉ 450k thôi. Đó, quá ok à. Đó, một cây cần đẹp, phôi đẹp. Đó. Rồi, cây số 10 giá là 350k người. 350k số 10. Tiếp theo cái 11. Cái 11 gửi cho mọi người một cây cần của hãng hãng gì ta? Cây này của hãng này nè mọi người. Mình cũng không biết đọc nó nhưng mà biết nó là cần carbon nè. Đó. Cái đọc số 3 dài 5m4 nha mọi người. Đọc số 3 dài 5m4, tem đầy đủ. Bát là bát Fuji FX7. Cái này là chuẩn nguyên zin nhá. Chuẩn nguyên zin. Thì cái này nặng là 290g, đọc 1 ly 5, dài 5m4. Giá công khai cái 11, giá 400k. 400k một cây cần ISO carbon đọt số 3 là quá ok rồi. Đó. Đây. Phôi nè mọi người. Đó, phôi dạng sẵn sẵn vòng nha. Rất là đẹp, có xây sát. Đó, ít thôi. Đây. Rất ok nha mọi người. Đó. Anh em lấy câu ISO cũng được, anh em về hạ tay cũng ok. Đó, mình bán giá thì mình sẽ bán với giá hạ tay cho anh em. Đó, cho anh em nào về thì thích hạ tay anh em hạ, anh em để câu cũng được. Đó, vì cái này nguyên zin mà. Đọt cái này ra tầm khoảng 3H nha mọi người. Đọt ra tầm khoảng 3H. Đây, cặp bò sẵn nhé. Đây, sẵn nha mọi người. Đó. Đọt nguyên zin hết luôn. Đây, cái phen dính trên đây nè, để lâu ngày nó dính trên đây. Đó. Bạn mua giá hạ tài cho anh em đó. Thì cái này giá công khai 400k cây 11. Tiếp theo cái 12. Cái 12 thì cái này nó được quẩn cái chỉ gì đây nè. Đó. Cây 12 thì một cây bát Fuji FX6 nè. Carbon sẵn nè, sẵn hai da nè. Đó. Rất là đẹp nha. Thì cái đọt số 1 và 5m4. Thì cái này nặng là 228g, đọt 1 ly. Đó, giá công khai cây số 12, giá 300k. Giá 300k quá ok luôn, phôi sẵn nè. Đó. Thì mình đã nói rồi, cây mình bán mấy cây này thì bán với giá hạ tay cho anh em đó. Anh em nào ưng thì về hạ tay thôi, anh em để câu vẫn được. Đây, phôi sẵn nha mọi người, rất là đẹp. Rất ok nha. Trong đây này, đó. Mấy cây này sẵn tiếp luôn trời, nó không xê xác luôn. Đây, ẩm. Phèn nó bị xúc nên mình chưa gắn cái được nè mọi người. Cái này gắn bình thường nha mọi người. Đó, nó không bị bể, không bị gì đâu, yên tâm. Đây, phôi sẵn rất là đẹp nha. Lóng găng đọt đây, sẵn găng gút, đọt này đọt đặc, đọt này nó cứng ra tầm khoảng 2H nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 2H đọt đặc, đọt nguyên zin nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai cây số 12 giá 300k, quá ok luôn. Tiếp theo cái 13, cái 13 gửi cho mọi người một cây Wincross, đây, phôi carbon, bát là bát Fuji FX6. Cây này đọt số 2 dài 4m4 nha mọi người. Đọt số 2 dài 4m5. Cái này nặng là 185g, đọt 1 ly 5. Giá khai cây 13 giá 400k. Cây này thì nguyên zin nhé, 400k nguyên zin. Đó. Phôi carbon đỏ nha mọi người. Rất là đẹp, không thấy xây xác. Đó. Rất ok. Lóng găng đọt đây. Quá ngon lành nha mọi người. Đó. Đây, đọt nó đây mọi người. Đọt carbon sẵn nha mọi người, sẵn bồng. Đó. Đọt ra tầm khoảng 3H, 4H nha. Đọt ra tầm khoảng 3H, 4H, cần 4m4. Đó. Đây đọt nguyên zin nha mọi người. Đó, đọt nguyên zin. Rồi, giá cũng khai cây số 13 giá 400k. Tiếp theo cái 14. Cái 14 gửi cho mọi người là một cây cần của Sunfish. Đó, ok Sunfish. Thì
Thì cái lọt số 2 dài 5m4, cái này thì vẫn còn zin đó. Thì cái này nặng là 284g, đọt 1 ly 4, giá 2 cây 14, giá là 400k, 400k cây 14 Batabat Pussy FX7 đó. Đây. Càng thì vẫn là càng carbon nha mọi người đó. Đây sẵn gần gốc nha, có xây xác nè đó. Càng xây xác mình bảo anh em xây xác. Xây xác nha. Đây. Sẵn đẹp nha người. Sẵn đẹp. Đây cũng vậy. À, sẵn ngăn gốc đẹp nha. Đây, ok luôn. À. À, đọt cái này thì đọt cái này ra tầm khoảng 2H thôi nha người, 2H 3H thôi. Sẵn đẹp. Đó. Sẵn quăng luôn á. Rất ok nha mọi người. Thì đọt cái này nguyên. Đọt cái này hình như nó bị gãy một tí rồi. Đó, nó không có đối xứng cái phen nè. Cặn sao thì báo anh em vậy. Rồi, giá công khai cây 14, giá giảm giá luôn, giá 300k, một cây gần carbon, giá 300k cây 14, giá quá ok nhé. Tiếp theo cây 15. Cây 15 gửi cho người một cây cần của hãng Ryobi. Đó. Đây một con cây Ryobi, cây đọt 1.5 dài 5m3 nha mọi người, đọt 1.5 dài 5m3, hàng Korea. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly. Giá công khai 15, giá là 400k người, 400k. Thì cái này nguyên zin. Phôi là phôi carbon người, cái này có xây xác nè, đó. Xây xác tí. Bóng này xây xác. Bóng trên đây thì đẹp nha người, đó. Carbon mà anh em thấy rõ luôn mọi người. Đây. Đó. Lõm này cũng ok. Đó. Đọt ở đây. Đọt sẵn luôn nha mọi người. Đó. Trên đây là đọt tháp nè, đọt long phụng nhé. Đọt cứng cái này ra tầm khoảng 2H nha mọi người, 2H, 1H, 2H. Đó. Rồi, giá cũng khai 15, giá là 400k, thôi giảm giá luôn, giá còn 350k nha mọi người, cây 15 350k. Tiếp theo cây 16. Cái 16 gửi cho mọi người. Cái 15 là cây 16. Cây 16 gửi cho mọi người là một cây cần 3m9, một cây Seabass foil carbon, Batabass bass hãng. Phen là phen Fuji nhé. Đây, foil carbon nha mọi người. Đây, dạng sáng gần gút nè. Đó. Ok nhé. Sẵn trong đây, trong đây nó vẫn sẵn. Cái này nó bị nổ sơn nha mọi người, sơn lớp sơn bóng nó bị nổ thôi, thôi nguyên chỉnh nguyên zin nhé. Chung thì cái này mình cũng bán với giá thanh lý thôi. Đây, đọt nó là đọt sẵn. Cái này nếu hạ tay thì cái này đọt ra tầm khoảng 4H rồi, 4H 5H nhé. Rồi giá công khai 10 cây 16, giá là 400k nha mọi người, 400k 16. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây 17. Cây 17 gửi cho mọi người một cây cần của hãng Suzumi. Đó. Cây này còn mới nha. Batabass Pussy. Cây này đọt số 3 dài 5m4 và cây này một cây ISO phen lớn. ISO phen lớn. Thì cái này nguyên zin nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 365g, đọt 1 ly 5 dài 5m3. Giá công khai cây số 16 17, giá 17 là 600k người, 600k cái 17 cây cuối cùng. Phen này người, phen chỉnh hết nhá. Đây, trong đây thì đẹp rồi. Phôi carbon sẵn. Sẵn bông. Đó. Có vài điểm nó xây xác một tí. Đây. Sẵn nha mọi người. Đây đây. Đó. Sẵn bông. Nói chung là cây này đẹp, chỉ có cái lóng ha, lóng thứ nhất này xây xác tới thôi, mấy cái này này thì đẹp rồi, khỏi bàn. Đó. Được cái cây này nguyên zin nữa, ngon lành. Nếu cây này mà anh em hạ tay thì nó ra tầm khoảng 4H nha người, 3H 4H nha. Rồi đây, đọt sẵn nha.
Rồi đó tổng cộng 17 cái căn lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để là shop điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.